Rồi, anh thích ca sĩ nào ở Việt Nam? Rồi, thích nhất là Sơn Tùng MTP, nếu mà không biết mà ngu. Ai á? Hoàng Sa và Trương Sa. Đúng, đúng. Của Việt Nam. Đít mẹ Trung Quốc á. Thì muốn, đã muốn steal everything luôn. Nhưng mà ở Úc nó cũng thế, nó cũng làm vậy. Bên Mỹ, bên nước Anh, nước nào nó cũng thế. Đít mẹ Trung Quốc. Gái Trung Quốc không đẹp bằng gái Việt Nam. Đúng rồi đó. Nhưng mà gái nào không đẹp bằng gái Việt Nam? Gái Việt Nam đẹp nhất thế giới, tốt nhất luôn. Ta nói rồi. Ta nói là cái tên của mình có nghĩa là tao là người Úc, nhưng cả trái tim và tâm hồn của mình là đúng như một người Việt Nam. The same. Nha. Yeah. Mọi người ơi, ai đẹp trai hơn? Cái thằng đầu cắt mo này, cái thằng đầu cắt mo này hay là anh Ethan? Phúc, Phúc, xin nghỉ kiên Phúc. Ai đẹp trai hơn? Ethan đẹp hơn. Mà anh em nhớ là anh em chỉ có kiếp này thôi, nên ai cũng phải cắt đầu môi thôi nha. Không cắt đầu môi là ăn đầu bươi nha. Ta đâu mắc áo LV đâu, ta mắc áo ôi giời ơi thôi nha. Áo ôi giời ơi, thấy không? Rồi, được chưa? Được chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Lên đây. Tên của người ta thích mọi dù đời ra sao vẫn giữ một lời thương và nếu khi nào người anh em cần tôi sẽ đến đây không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm một người anh em đừng đi đơn giản mà đến anh vẫn ai từ anh em. Có thể nói là Thái Hoán á là idol của mình nha. Cũng hát rất là hay. Thái Hoán á nó hát hay nhất thế giới luôn á. Cũng có thể gọi nó là supermodel luôn á vì nó cao, đẹp trai vãi lồn. Tóc cũng đẹp. Trời ơi, idol của mình đó. Giáo sư nhà chi đọc, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân. À bà nhà thơ. Đừng gọi tao anh Tây nha. Đủ má tao nói rồi. Anh Tây à, thấy mấy cái video ở Việt Nam mà một người Việt nó hỏi cái thằng kia, cái thằng lồ nó nói hello anh Tây. Xong anh Tây nói hello con cặc. Mày chết mày cái mày. Xong nó con 1-2 triệu view. Đít mẹ nó không biết nói gì nữa. Nó biết nói hello con cặc. Con biết con cặc là gì không? Chắc không. Đít mẹ nó.